Thưa quý vị, sau 4 ngày xét xử, sáng nay 24 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 8 bị cáo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ thiếu trách nhiệm gây thất thoát hơn 3,8 triệu đô la Mỹ mua nguyên liệu thuốc để phòng chống dịch cúm AH5N1 xảy ra tại Bộ Y tế và Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long. Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị tòa tuyên phạt 30 tháng tù treo. Nhóm 4 bị cáo còn lại là nguyên là cán bộ, lãnh đạo Bộ Y tế bị tòa tuyên phạt các mức án gồm Dương Huy Liệu từ 24 tháng tù treo, Nguyễn Nam Liên 24 tháng tù, Phạm Thị Minh Nga 15 tháng tù treo và Nguyễn Việt Hùng 30 tháng tù về cùng tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 3 bị cáo còn lại đều nguyên là lãnh đạo Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long gồm Lương Văn Hóa bị phạt 9 năm tù, Nguyễn Văn Thanh Hải 6 năm tù và Ngô Hữu Hiếu Nghĩa 5 năm tù về cùng tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bản án sơ thẩm xác định bị cáo Lương Văn Hóa đóng vai trò chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo hành vi phạm tội. Bị cáo Lương Văn Hóa biết rõ các quy định của pháp luật về việc quản lý giá đối với hàng hóa, dịch vụ do nhà nước đặt hàng bằng nguồn ngân sách nhà nước và điều khoản của hợp đồng sản xuất thuốc với Bộ Y tế. Mặc dù Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long được giảm giá mua nguyên liệu, nhưng bị cáo Hóa đã chỉ đạo đồng phạm hạch toán kế toán trái quy định, lập thư giãn nợ, hợp thức hồ sơ thanh toán báo cáo sai sự thật với Bộ Y tế, che giấu việc giảm giá mua nguyên liệu nhằm giữ lại số tiền hơn 3,8 triệu đô la Mỹ để sử dụng tại công ty, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Tòa xác định trong vụ án này các bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Các bị cáo đã có ý thức ăn năn hối lỗi, thành khẩn khai báo, tự giác bồi thường khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích đóng góp cho ngành y tế. Gia đình một số bị cáo được ghi nhận thành tích có công với cách mạng, nên hội đồng xét xử đã quyết định cân nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.